Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài tự kiểm tra trang 84, 85 và bài tập môn toán lớp 3 tập 2. Và đây là một trong những cái bài tự kiểm tra để giúp cho các em làm tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 2 của môn toán lớp 3. Được chưa? Và trên kênh của chúng mình thì thầy cũng đã có những cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn toán 3 để cho các em tham khảo rồi. Đó, các em có thể tìm trên kênh của chúng mình nhé. Và bây giờ thì sẽ không để các em đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Đấy, bài của chúng ta này. Bài số 1 thì yêu cầu này. Mỗi cái bài tập dưới đây thì có các câu trả lời là A, B, C hoặc D. Và chúng ta sẽ khoanh vào một cái câu trả lời đúng. Được chưa? Vì đây hay còn gọi nó là dạng gì? Trắc nghiệm. Rồi, ta đến với bài số 1 nhé. Số liền sau của 75.829. Vậy thì như thầy đã hướng dẫn rất là nhiều rồi, liền sau thì chúng ta chỉ cần lấy cái số đó cộng với mấy? Cộng với 1 thôi, đúng không? Đấy, vậy thì 9 cộng 1 là 10, viết 0 nhớ 1, 2 này nhớ 1 là 3, 8 hạ 8, 7 hạ 7, 5 hạ 5, vậy sẽ là 75.830. Đấy, em sẽ tìm đáp án. 75.830 chính là đáp án gì? C. Được chưa? Rồi, câu 2 này. Trong các cái số này, họ cho này, số thứ nhất, số thứ hai, 3, 4 sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. Vậy thì bây giờ họ cho 4 đáp án này thì chúng ta sẽ tự sắp xếp thôi nhé. Để sắp xếp được theo thứ tự thì chúng ta phải xét ở từng gì? Từng cái hàng, đúng không? Đây, đây là 4 số này, được chưa? Rồi, số thứ nhất này, hàng chục nghìn là số 6. Số thứ hai hàng chục nghìn cũng là số 6. Số thứ ba hàng chục nghìn là số 5. Và số thứ tư hàng chục nghìn là số 5. Vậy thì ở đây chúng ta thấy hai số này sẽ bé hơn rồi, đúng không? Bởi vì hai số này là hai số gì có hàng chục nghìn là 6. Bây giờ để tìm cái số bé hơn ở trong hai số này, chúng ta lại xét tới hàng gì? Hàng nghìn. Đây là số gì? 7. Số này là số 7. Hàng nghìn xong, đều bằng nhau. Tiếp theo ta sẽ xét tới hàng gì? Hàng trăm. Đây là số mấy? 6. Đây là số gì? Số 2. Vậy thì 6 này lớn hơn 2. Mà đây chúng ta sẽ từ gì? Bé đến lớn này. Bé này. Vậy thì số bé nhất chắc chắn là sẽ số này. Tiếp theo sẽ đến số này sẽ bé, số thứ tự là thứ 2. Đúng không? Bây giờ là hai cái số này, chúng ta muốn xác định đâu bé hơn, chúng ta lại xét tới hàng trăm. Đây là số mấy? À, xin lỗi các em. Đúng rồi. Số 7. Đây là số mấy? Số 5. Vậy thì 7 này lớn hơn gì? Hơn 5. Vậy thì số bé thứ 3 sẽ là 62507. Và số lớn nhất ở đây sẽ là 62705. Đó. Vậy các em sẽ tìm này. Tìm theo thứ tự này nhé. Rồi, đáp án A nè. Họ đưa nè, 62705 ta loại ngay rồi, đúng không? Phải là số đầu tiên này, 57206 thì chúng ta mới sẽ chấp nhận. 57602 chúng ta bỏ. Rồi, đây tìm đáp án C. 57206 rồi đến 62 bỏ. Vậy thì chỉ có đáp án D này thôi, đúng không? Đấy. 57206 này, sau đó đến gì? 57620. Đến số thứ 3 là 62507 và cuối cùng là 62705. Vậy thì đáp án chúng ta sẽ là đáp án D. Được chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sang bài số 3. Kết quả của phép cộng. Vậy thì muốn biết là kết quả nào thì chúng ta chỉ đặt tính và chúng ta cộng thôi. 22.846 kem cộng với 41.627. Rồi, 6 cộng 7 13, viết 3 nhớ 1, 4 cộng với 2 là 6, nhớ 1 là
7, 8 cộng 6 14, viết 4 nhớ 1, 2 cộng với 1 là 3, nhớ 1 là 4, và 2 cộng 4 là 6, sẽ cho chúng ta kết quả là 64.473. Đấy, các em tìm 64, đây 64.473, vậy thì sẽ là đáp án B, được chưa? Rồi, tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có bài số 4, kết quả của phép trừ. Chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ này thôi. 6, 4, 3, 9, 8, các em trừ cho 2, 1, 7, 2, 9. 8 không trừ cho 9, phải lấy 18 trừ 9. 18 trừ 9 thì bằng 7. 9 này, trừ đi 2 thì còn mấy? Còn 7 trả 1 sẽ còn 6. 3 không trừ cho 7, 13 trừ đi 7 thì bằng 6, đúng không? Đấy. 4 này, trừ đi 1 thì còn 3, trả 1 thì sẽ còn 2, và 6 trừ đi 2 thì sẽ là 4, vậy sẽ là 42.667, đúng không? mười tám trừ chín bằng chín nha các em. Đó, 18 trừ 9 bằng 7, chết thật. Rồi, vậy thì sẽ là 42.669 nha các em. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ là đáp án nào? Đáp án gì? C này nhá, 42669 này. Đấy. Rồi, ta cùng đến với bài số 5. Hình chữ nhật có chiều dài 5 đề si. Nhớ này, dài này 5 đề si, rộng thì lại là mấy? Chiều rộng 10 cm. Vậy thì chu vi hình chữ nhật họ tính là gì? Cm hoặc là tính đề si. Vậy thì giờ có những đáp án là cm, có đáp án là đề si. Vậy chúng ta phải thống nhất đơn vị, đưa hết về cm đấy nhỉ. 5 đề si thì bằng 5 này, 50 cm này. Đó. Vậy thì bây giờ là chu vi này, chu vi hình chữ nhật thì bằng chiều dài, tức là 50 cộng với chiều rộng là 10, cùng đơn vị đo nhân với gì? Nhân với 2. Vậy thì 50 cộng với 10 bằng 60. 60 nhân 2 thì sẽ là 120 gì? 120 cm. Và 120 cm này thì chúng ta đổi ra đề si thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 12 đề si. Đó, vậy chúng ta tìm một trong hai đáp án này nha. Rồi. Đấy, ở đây không có 60 cm không có này. Vậy thì đây, đáp án gì? Đáp án C nhá. Được chưa? Đấy. Chú ý về cái dạng này thì phải thống nhất về mặt đơn vị nha các em. Và chúng ta cùng đến với bài số 1 của phần 2. Thì yêu cầu mình đặt phép tính rồi tính. Cái này chúng ta chỉ việc đặt phép tính thôi. 3, 1, 8, 2, 5. Nhân với mấy? Nhân với 3 này. Đó, chúng ta thực hiện phép tính này. Và thầy sẽ lấy thước kẻ. Và thầy sẽ kẻ luôn hai phép tính nhá. Rồi, kẻ luôn hai phép tính một lượt. Rồi. 5 nhân với 3 là 10, 15, viết 5 nhớ 1. 2 nhân 3 là 6, nhớ 1 là 7. Đúng không? 8 nhân với 3 bằng 24, viết 4 nhớ 2. 1 nhân 3 là 3, 3 nhớ 2 là 5. Và 3 nhân 3 sẽ là 9. Vậy thì kết quả của nó sẽ là 95.475. Được chưa? Rồi, chúng ta cùng đến với phép thứ hai. Đây là phép chia các em, không phải phép nhân. Đó, nên là thầy đã kẻ nhầm ở đây rồi đó. Thôi kẻ đi nha. 2, 7, 4, 5, 0. Ta thực hiện phép này chia cho 6. Chia cho 6 nha. Chia cho 6 nè. Rồi. 2 này không chia cho 6, chúng ta phải lấy 27.
27 chia cho 6 thì chỉ được mấy thôi? 4 thôi đúng không? 4 x 6 24. 27 trừ 24 thì còn mấy? Còn 3, đúng không? Hạ số mấy? Hạ số 4 ta được 34. 34 chia cho 6 thì chỉ được mấy? 5. 5 x 6 30. 34 trừ 30 thì còn mấy? 4. Được chưa? Hạ số mấy? Hạ số 5. 45 chia cho 6 thì được mấy? Chỉ được 7 lần thôi đúng không? 7 x 6 42. 45 trừ 42 thì còn mấy? Còn 3. Hạ số 0. 30 chia cho 6 được 5. 5 x 6 30. 30 trừ 30 bằng 0. Vậy thì kết quả phép chia này sẽ bằng 4570 75. Được chưa? Rồi nhá, ta cùng đến với bài số 2 này. Bài số 2 thì yêu cầu mình là nối theo cái mẫu đó. Vậy thì họ đã làm cho chúng ta một ý nè. Tức là bên này sẽ là đọc và bên này sẽ là gì? Tìm cái số chúng ta viết cho nó đúng nè. 19.425. Đấy thì ta đã nối đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm ở đây. Các em có thể tìm bên này để các em nối sang được, hoặc tìm bên số này chúng ta nối sang nhé. Cái này sẽ là bao nhiêu? 70.628. Rồi các em sẽ tìm. Đây, vậy thì sẽ là 7 gì? 70.628 đây. Đó. Rồi. Tiếp theo sẽ là gì? 55.306. Đây, chính là anh này thôi. Dễ như ăn tương đúng không? Này sẽ là gì? 90.001. Đó. Và chắc chắn anh cuối cùng sẽ là 30.030. Được chưa? Rồi, rất nhanh chóng nhá. Rồi chúng ta sang bài số 3. Viết cái số thích hợp vào chỗ chấm theo cái mẫu. Rồi giờ họ có cái mẫu này, tức là một cái đồng hồ ở đây. Họ đã làm cho chúng mình nè. Đồng hồ này chúng ta thấy chỉ gì? Kim ngắn là 5, kim dài là số 12. Vậy thì chỉ đây là 5 giờ. 5 giờ là giờ buổi sáng. Nếu mà giờ buổi chiều thì chúng ta sẽ đổi nó thành là hoặc là 17 giờ. Được chưa? Các em hiểu không nào? Tức là cũng là cái đồng hồ này, nhưng mà người ta sẽ chỉ ở đây là gì? 5 giờ sáng hoặc là 17 giờ giờ chiều. Được chưa? Đấy, vậy chúng ta sẽ tiến hành tìm cái anh này nhá. Kim ngắn nè, chỉ qua số 4 nè, đúng không? Kim dài là thẳng số gì? 6. Vậy thì đây sẽ là 4 gì? 4 giờ. Số 6 này sẽ là bao nhiêu phút? 5, 10, 15, 20, 25, 3, 30 phút. Đúng không? 4 giờ 30 phút hay còn gọi là 10 mấy? 16 giờ 30 phút. Hoặc có thể gọi một cách nữa sẽ là 4 giờ rưỡi nhé. Đó. Đó. Thêm một cái nữa có thể đây gọi là 4 giờ rưỡi. Nếu giáo viên có hỏi nha. Rồi. Tiếp theo nè. Kim ngắn nè, chỉ qua số 8 nè. Kim dài nè, đây là thẳng số 4 chưa? Các em tìm nhìn nha. Rồi đúng thẳng số 4 đúng không? Rồi vậy thì sẽ là 8 gì? 8 giờ bao nhiêu? 5, 10, 15, 2 gì? 20 phút. Đó. 8 giờ 20 phút hay chúng ta sẽ gọi là 13 rồi đúng không? 12 này, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 giờ. 20 gì? 20 phút. Đó. Được chưa? Xong nha. Rồi chúng ta cùng đến với bài số 4 nào. Một cái cửa hàng ngày đầu bán được nè. Ngày 1 nè. Ngày đầu thì gọi là ngày 1 đấy nhá. Bán được là 135 mét vải. Ngày thứ 2. Ngày thứ 2 bán được là 360 mét. Ngày thứ 3 nè. Ngày 3 thì bán được bằng 1/3.
một phần ba của gì? Của hai cái ngày trên này này. Đó, của hai ngày đầu. Đó, và người ta hỏi vậy thì cái ngày ba này này bán là bao nhiêu mét vải? Đúng chưa? Đấy, bài toán là như vậy. Thì muốn giải được cái này, em muốn tìm được cái ngày số 3 này thì chúng ta phải tìm được cái số mét vải trong hai cái ngày gì? Ngày đầu hay trước thôi. Hiểu chưa? Đấy, rất là đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ tìm số mét vải bán trong hai ngày đầu là. Này thầy sẽ không có giảng và phân tích gì nhiều nữa nhé. Nhìn vào đây chúng ta đã biết cách làm rồi đúng không? Số mét vải cửa hàng bán trong hai ngày đầu là sẽ là bao nhiêu? 135 là số mét vải của ngày thứ nhất cộng với ngày thứ hai là 360. Rồi các em thực hiện phép tính 135 cộng 360 594 đúng không? Sẽ là 495 mét. Rồi. Vậy thì đây là hai ngày bán được này. Vậy thì ngày thứ ba này thì bằng 1/3, tức là 1/3 của gì? Của cái 495 này. Vậy chúng ta sẽ trả lời đơn giản thôi. Số mét vải cửa hàng bán trong ngày thứ ba là chưa? Trong ngày thứ ba là đấy, sẽ là bao nhiêu? 495 chia cho mấy? Chia cho 3. Rồi, chúng ta thực hiện phép tính chia. Lấy 495 chia cho 3. 4 chia cho 3 thì được 1. 1 x 3 là 3. 4 trừ 3 thì còn mấy? 1. Hạ 9. 19 chia cho 3 thì được mấy? 8. Được không? Không được, chỉ được 6 thôi. 6, 3, 18. 19 trừ 18 còn 1. Hạ 5. 15 chia 3 bằng 5. Vậy sẽ được là 160. 65. Rồi, sẽ là 165 mét. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ có đáp số. Vậy thì ngày thứ 3 sẽ bán là 165 mét vải. Được chưa? Rồi nhá. Đấy, như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái bài tự kiểm tra trang 84-85. Và thầy chúc cho các em là gì? Sẽ làm tốt bài kiểm tra giữa học kỳ 2. Và đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.